quan đến vụ nổ súng bắn hai công nhân vệ sinh môi trường tại thành phố Quảng Ngãi. Sáng ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được hai thanh niên khi đang lẩn trốn tại huyện Ba Tơ. Theo đó, các thanh niên được xác định là Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Trần Viết Đông, 24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau khi nổ súng bắn hai công nhân vào lúc 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10 tại thành phố Quảng Ngãi, hai đối tượng nhanh chóng lẩn trốn tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt giữ và đưa về phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu, công nhân vệ sinh môi trường công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang dọn rác ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi thì bị hai thanh niên đi xe máy gây sự. Sau đó, một thanh niên đã dùng súng bắn đạn chì vào chân, dẫn đến chị Khải và chị Lưu bị thương, nhập viện. Sáng ngày 6 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ thông tin, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trong đó xác định có 4 người mắc kẹt. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng khu vực 4 xuất xe chữa cháy tới hiện trường. Trong thời gian điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, cán bộ trung tâm 114 đã gọi điện liên lạc trực tiếp với người bị mắc kẹt và hướng dẫn thực hiện các biện pháp để chống bị ngạt khói. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cắt điện, phá các cửa để thoát khói. Hiện trường ghi nhận, cháy là ô tô trong một gara và chính nguồn cháy này đã chặn cửa thoát hiểm, sau đó khói và khí độc tràn vào các phòng. Sau khi các lực lượng tích cực dập lửa, tới gần 1 giờ sáng, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đã cứu được 4 người khỏi vụ cháy. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn một xe ô tô và một số tài sản khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không nội địa báo cáo cụ thể chi tiết kế hoạch khai thác, chuẩn bị phục vụ Tết Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Trong đó, các hãng cần so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị liên quan đến việc tăng tải cung ứng trong giai đoạn này nhằm tránh tình trạng hết vé, khan chuyến bay. Theo thông tin từ các đại lý vé máy bay, hiện các hãng đã mở tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết 2024 nhưng mức giá rất cao. Một số chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa và Nghệ An đang có mức giá kịch trần trong những ngày cao điểm, từ 4 đến 6 triệu đồng một vé khứ hồi. Theo đó, các đơn vị cần rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không tại khu vực đảo băng truyền hành lý ký gửi đang khai thác, bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu, tầm quan sát bị che khuất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, sáng ngày 6 tháng 10, tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 390 km về phía đông đông nam. Sáng nay ngày 6 tháng 10, bão vẫn mạnh cấp 11 đến 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cập nhật đến 11 giờ trưa ngày 6 tháng 10, bão số 4 có tọa độ khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc và 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông 350 km về phía đông đông nam, vẫn giữ nguyên cấp như buổi sáng. Tuy nhiên, dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy giảm cấp thành áp thấp nhiệt đới, sức gió chỉ còn cấp 6 đến 7. Cơ quan phòng chống thiên tai cho biết, trên hầu khắp ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay 6 tháng 10 sẽ cùng duy trì trạng thái tạnh ráo, ít mưa và có nắng từ sớm. Sau đó, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ đón những cơn mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của khối khí mát đầu mùa. Ngày 6 tháng 10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1992, trú huyện Lộc Hà, về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 9, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà, trong quá trình làm thủ tục ly hôn với chị L, sinh năm 1998, thì Nguyễn Văn Quyết sử dụng dao gọt hoa quả, chuẩn bị sẵn từ trước, đâm vào vùng ngực chị L. Khi bị đâm, chị L hoảng loạn ngã ra sàn nhà thì Quyết tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng của chị L. Sau khi những người trong phòng làm việc hô hoán lên thì Quyết vứt dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định được xác định là 29%. Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Quyết đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.